11 dấu hiệu cho thấy bạn được thần Phật che chở Chúng ta đều là những người con cháu của Phật Và ai cũng mong được Ngài giúp đỡ Nhưng đâu phải ai cũng may mắn được thần Phật che chở Hãy làm nhiều việc có ích hơn nữa Bạn sẽ được Ngài để ý tới Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất chắc không ngờ Và lúc đó chúng ta chỉ cầu mong rằng Để thoát khỏi tai nạn Khó khăn này Nhưng đâu phải ai cũng may mắn được như thế Nếu đủ phúc báo sâu dày mà bạn cố công xây dựng từ những kiếp trước, từ trong quá khứ thì bạn sẽ nhận được những ân huệ sau đây. Một, người có ngoại hình đẹp, sang trọng. Hãy thử nhìn những người xung quanh bạn để nhận ra, không phải ai cũng may mắn sinh ra đã xinh đẹp dạng người. Nếu bạn có ngoại hình vượt trội hơn mọi người, khuôn mặt sáng bừng, ưa nhìn thì bạn là người vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn. Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có thần Phật che chở họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý yêu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng hai đi đâu cũng được mọi người quý mến trong khi người khác kêu than rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu bị bạn bè đâm sau lưng thì bạn chỉ nghe đến thứ hiếm khi gặp phải trong trường hợp tương tự không chỉ xung quanh bạn là những người bạn bè tốt mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn thậm chí trong lúc khó khăn những người này không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế. Một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử, phải phép với mọi người. 3. Người hiểu và tin vào nhân quả Nhờ thần Phật che chở mà bạn có những suy nghĩ góc nhìn không hoàn toàn giống như mọi người xung quanh mình. Có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem đó như một phần của cuộc sống của mình. Đối với bạn, luật nhân quả chi phối cuộc sống này, vì thế bạn tin rằng chỉ có một điều tốt nhỏ nhoi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi. Vì tin rằng vào nhân quả nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này là giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình. 4. Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc Có nhiều trường hợp người khác tưởng rằng bạn không thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm nào đó, hoặc khi xảy ra tai nạn ai cũng bị nặng, còn bạn chỉ chảy suốt nhẹ. Đó là dấu hiệu bạn được che chở, bao bọc bởi đấng tối cao. Ví dụ như trong một chuyến bay tử thần nào đó, hầu hết mọi người đều tử vong, thì người này vẫn sống sót trở về. Có người còn thoát nạn khi bị xét đánh. Điều này cho thấy bạn đang có thần hộ mệnh. 5. Mang may mắn cho mọi người Một thời gian quan sát, bạn nhận ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn, thậm chí cô bạn, người thân, được vợ chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn. Dường như họ đang hưởng vận may từ bạn vậy. Thực ra bạn tỏa ra phúc khí mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh. Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang. 6. Lúc khó khăn luôn có lối thoát. Mỗi lúc bạn gặp khó khăn dường như có quý nhân phù trợ vậy. Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền, việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu. Hầu như trường hợp đối mặt với khó khăn nào thì bạn cũng được hỗ trợ để thoát khỏi trong gang tức. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được thần Phật che chở phù hộ, nếu biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho bạn. Nhớ rằng, học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc đại khí. Thứ bảy, có được người vợ hay chồng lý tưởng. Nhân duyên vợ chồng đâu đơn giản, có duyên có nợ mới tu thành. Có người gặp người không phù hợp, và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn, nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý thấu hiểu. Nhờ tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương chung thủy với mình, cho dù có những lúc cái cọ mâu thuẫn, nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để tìm cách sống tràn hòa hơn với người ấy. Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có. 8. Con cái ngoan ngoãn giỏi giang Nhân quả báo ứng bốn nghiệp duyên Con cái đến với cha mẹ là do nghiệp duyên vì thế sẽ có người gặp phải nghịch tử nhưng có người có đứa con vô cùng hiếu thuận mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới một là đến báo ơn hai là để báo oán ba là để trả nợ bốn là đến đòi nợ chỉ khi có thần phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang có hiếu với cha mẹ vì thế những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội oán trách ai mà nên tự mình tu tâm dưỡng tính để những ngày cuối đời được thanh thản hoặc tích đức để kiếp sau được sung sướng hơn 9. Ít khi ốm nặng Có thể bạn chỉ mắc bệnh nhẹ như ho hắng, cảm cúm hay ốm sốt, nhưng đó đơn giản là phản ứng của cơ thể với những tác động không tốt từ môi trường bên ngoài mà thôi. Nhưng thực tế bạn không bao giờ bị bệnh nặng vì những bệnh đó thường do tâm bệnh mà ra. Trong khi đó, bạn thường được che chở nên tâm trạng vui vẻ, thoải mái, vô tư nên không tự tạo ra áp lực vô hình như người khác, nhờ đó mà bạn sống thọ hơn mọi người rất nhiều. 10. Làm gì cũng suôn sẻ Cho dù bạn kinh doanh, làm công việc, công sở hay bất kỳ điều gì đều rất thuận lợi. Ví dụ như cùng mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm. Cùng học một trường đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ nhưng một người giàu nhanh hơn, trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi. Đơn giản vì người kia có nhiều phúc, còn người này thì không. 11. Những giấc mơ được dự báo trước có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thật. Dường như có ai đó đang cố thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn sẽ được thần Phật che chở. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, liên quan tới những sắc màu xung quanh cuộc sống chúng ta thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp